Ngày hôm nay mùng 10 tháng 6, thời tiết Hà Nội oi nóng trở lại với nền nhiệt lên đến 34 độ C. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên các sĩ tử bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023. Bất chấp nắng nóng ngay từ sáng sớm, hơn 100.000 thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi đúng giờ, hoàn thành 2 bài thi ngữ văn vào buổi sáng và ngoại ngữ vào buổi chiều. Đúng như dự báo, thời tiết Hà Nội trong ngày đầu tiên các sĩ tử thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 nắng nóng diện rộng. Nắng từ 6 giờ sáng và đến trưa, cái nóng càng gay gắt hơn. Thế nhưng, điều nóng nhất trong ngày hôm nay có lẽ là việc các con có làm tốt bài thi hay không. Vì vậy mà bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, rất nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ ngoài các điểm thi trong khi các thí sinh làm bài 120 phút cho môn ngữ văn buổi sáng và 60 phút cho môn ngoại ngữ vào buổi chiều. Thời tiết hôm nay cũng hơi nóng bức. Trước khi đi thì cũng bảo con uống nước, con mang theo cái chai nước nhỏ đi, lúc nào con khát thì con uống. Đấy, chuẩn bị cho con thì cũng từ sáng đến giờ thì cũng rất mình còn hồi hộp mà lại rất là sốt ruột. Không biết là con thi thì có làm được bài không. Thì bây giờ cái thời tiết này mùa này thì nó là cái tình hình chung rồi, nhưng mà cũng phải cố gắng thôi chứ còn đâu là bồi dưỡng cho con thôi chứ. Con thì bố mẹ thì chắc lo lắng hơn cả con ấy, kể cả thầy cô. Thầy cô thì hôm qua cũng nhắn rất là nhiều tin để động viên các con. Còn con thì nói là mẹ cứ yên tâm. Nên mình hy vọng là mình cũng sẽ yên tâm với con. Môn ngữ văn với hình thức thi tự luận nhìn chung được các thí sinh đánh giá là không quá khó đối với đa số học sinh. Còn kiến thức của bài thi môn ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm được các em cho là phù hợp, lượng kiến thức vừa sức để có thể đạt được điểm cao. Vào bài gì ạ? Để em nay vào gì ạ? Những ra rồi ạ. À, những ra rồi. Tôi tưởng là lặng lẽ Sapa có một phần à? Không ạ, để em nay là rồi ạ. Đề thi làm cũng vừa với thực lực, nó không phải quá khó nhưng mà cái câu cuối thì nó cũng khá là khó lấy dẫn chứng ấy ạ. Em cũng vui, em cũng làm được bài. Con cảm thấy đề tiếng Anh hồi sức ạ, và có những câu hỏi về kiến thức cơ bản trong chương trình con học. Thi tiếng Anh con thấy đề khá phù hợp so với cái lộ trình luyện thi và các cô cho ở trường. Tiếng Anh có 40 câu thì em nghĩ là em sẽ đúng được 38 câu và sẽ được số điểm là 9. Đề năm nay con thấy cũng khá là dễ. Tính là phải chắc là 9-25 điểm trở lên. Đề thì có bài đọc là con không chắc chắn lắm. Còn mấy câu khác thì nó dễ hơn mấy cái bài con kiểm tra trong trường. Tỷ lệ thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 chiếm hơn 99%, với gần 105.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Chỉ có khoảng 72.000 học sinh sẽ vào được các trường công lập, chiếm 55,7%. Năm nay, Hà Nội đặt 201 điểm thi tại các trường trung học phổ thông và một số trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, huy động hơn 20.000 giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi.